Thời gian gần đây, chuyện tình cổ tích của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và vợ xinh đẹp tên Thương đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Từng phải chia tay với bạn gái cũ vì gia đình đàn gái không đồng ý, thì hôm nay ngày 16 tháng 10, đám cưới của Tô Đình Khánh và vợ xinh đẹp tên Thương đã diễn ra với sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Sáng ngày 16 tháng 10, Tô Đình Khánh chia sẻ việc hồi hộp đi đón dâu. Sau khi đón được cô dâu của mình, Tô Đình Khánh hạnh phúc chụp ảnh cùng vợ trên xe hơi. Trước được cô dâu về nhà rồi cả nhà ạ. Cô dâu xinh quá, anh chàng dành lời khen cho vợ. Đúng 11 giờ, lễ cưới tại nhà hàng của chàng trai không chân Tô Đình Khánh được bắt đầu. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã đến chúc mừng cặp đôi. Mẹ cô dâu cũng xúc động chia sẻ: ngày vui của các con, mẹ chỉ gửi lời chúc, mong hai con hạnh phúc. Có hơi xúc động nhưng mẹ mong hai đứa luôn yêu thương nhau. Đặc biệt chị gái của Hoài Thương cũng có nét đẹp không kém gì cô em. Cô triều mến đến bên em chúc mừng cho cặp đôi được hạnh phúc. Có thể thấy sau mối tình với cô thạc sĩ tên Lan thì Tô Đình Khánh đã nhận được sự yêu mến từ phía gia đình của cô dâu Hoài Thương. Mới đây, sau một ngày kết hôn, Tô Đình Khánh vừa đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung vui và chúc phúc cho vợ chồng anh. Cụ thể chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ, chú rể không chương viết: vậy là đám cưới của Khánh và Thương đã diễn ra vô cùng thuận lợi và tốt đẹp. Với sự chứng kiến của hơn 400 khách mời tham dự tại lễ cưới và hơn 10.000 khán giả theo dõi qua livestream, Khánh tin những ai có mặt ở đám cưới của Khánh và Thương đều rơi nước mắt vì xúc động vì hành trình mà Khánh đã nỗ lực để có được vào một tình yêu đẹp như cổ tích. Cảm ơn gia đình hai bên và tất cả anh em bạn bè gần xa đã gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho hai vợ chồng. Trong lúc diễn ra lễ cưới không tránh khỏi những thiếu sót, mong mọi người thông cảm cho gia đình và hai vợ chồng ạ. Ngay khi xuất hiện, bài đăng của Tô Đình Khánh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Ai nấy đều mừng vì chàng trai nghị lực đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người vợ hiền. Trưa ngày 16 tháng 10, lễ cưới của Tô Đình Khánh 30 tuổi ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và chị Trần Thị Thương 26 tuổi ở Bình Định đã diễn ra tại một nhà hàng thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào sáng cùng ngày, anh Khánh thực hiện nghi thức rước dâu, không giấu được hạnh phúc. Anh đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đón cô dâu Trần Thị Thương về nhà. Chàng trai 2 lần vượt qua cửa tử nhưng phải cưa đi đôi chân của mình, ngày hôm nay đã trở thành chú rể tràn trợ trong một đám cưới cổ tích. Gác lại nhiều chuyện buồn đau trong quá khứ, Khánh mừng đến rơi nước mắt vì cuối cùng hạnh phúc cũng một lần nữa mỉm cười. Lễ thành hôn được diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2022 tại nhà riêng chú rể ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình hai bên, cô dâu Trần Thị Thương vì khâm phục nghị lực của Khánh mà Thương từ Nhật Bản đã trở về Việt Nam để kết duyên với Khánh, nguyện làm vợ của anh. Cả hai chính thức tổ chức đám cưới sau 5 tháng hẹn hò. Trong lễ thành hôn tại nhà riêng, Tô Đình Hòa, em trai chú rể cũng là người luôn kề cận để hỗ trợ anh ruột các hoạt động cần phải di chuyển, lên xuống cầu thang. Hòa luôn là đôi chân nối dài để cõng anh trai. Bên cạnh những lời chúc phúc, bố mẹ hai bên gia đình, bà con họ hàng cũng dành nhiều món quà ý nghĩa để giúp hai vợ chồng vun vén hạnh phúc sau đám cưới. Tại tiệc cưới ở nhà hàng, trước khi cô dâu chú rể xuất hiện, cả khán phòng lặng đi. Nhiều khách mời đã rơi nước mắt trong lúc xem đoạn clip ghi lại lời nhắn nhủ mà cả hai dành cho nhau. Anh Khánh bắt đầu đoạn clip kỷ niệm đám cưới bằng lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè. Tôi là Tô Đình Khánh. Tôi không may mất đi đôi chân của mình vào năm 2018. Tưởng chừng đó là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi, nhưng may mắn tôi được bù đắp vào đó bằng hàng ngàn đôi chân khác cùng đi, cùng hỗ trợ, cùng nâng đỡ tôi để có được tôi của ngày hôm nay. Xin nhận lấy nơi Khánh một lời biết ơn từ đáy lòng, chàng trai không chân chia sẻ. Tiếp đó, anh dành những lời yêu thương cho vợ. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn yêu thương che chở cho em. Em là một cô gái giàu lòng nhân hậu, có trái tim đầy yêu thương. Gặp được em là một may mắn của cuộc đời anh. Ngày hôm nay là ngày anh thấy hạnh phúc nhất khi cùng em sánh bước trong lễ đường để chứng minh cho một tình yêu đẹp mà cứ ngỡ chỉ có trong phim. Dù anh không thể cõng em được thì anh sẽ là bờ vai cho em dựa vào lúc mệt. Dù đôi chân của anh không còn thì anh vẫn còn vòng tay để ôm em mỗi ngày. Đáp lại tình cảm của anh Khánh, chị Thương cũng trao gửi niềm yêu thương thông qua đoạn clip. Khách mời ứa nước mắt khi nghe tâm sự của cô dâu. Những người bình thường khác họ có thể dễ dàng tìm được hạnh phúc cho mình, còn với anh sẽ khó tìm được hạnh phúc lắm. Nên em sẽ dành tình yêu của em để yêu thương anh. Vì anh đã chịu nhiều tổn thương và mất mát rồi, anh xứng đáng được hạnh phúc. Dù anh ở nơi đâu, ở bất cứ nơi nào, anh chỉ cần đứng ở đó, em sẽ đi về phía anh. Hãy để em được là đôi chân của anh, chị Thương nhắn nhủ. Đoạn clip kết thúc là lúc cô dâu mạnh mẽ tự nâng váy bước vào lễ đường mà không có chú rể bên cạnh. Trên sân khấu, anh Khánh tự tin cất tiếng hát và chờ cô dâu tiến đến bên cạnh. Thời gian này cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới hoành tráng. Mới đây trên trang cá nhân chàng trai Không Chân tiếp tục tung ảnh cưới chưa từng công khai, kèm theo đó là dòng trạng thái thể hiện rõ sự háo hức đến ngày trọng đại. Cụ thể anh viết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hẹn gặp mọi người vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 10 2022 à. Ngay khi bài viết được đăng tải, nhiều người đã gửi lời chúc cũng như sự hâm mộ trước tình yêu đẹp của cặp đôi. Đình Khánh từng cho biết quyết định kết hôn nhanh hay lâu với anh không quan trọng, bởi Thương chính là người phụ nữ dành cho anh. Mọi thứ đến đúng thời điểm như ông trời đang sắp đặt vậy. Đáng nói khi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới thì mới đây, Tô Đình Khánh nhận được tin nhắn của người bạn trên Facebook. Người này cho biết đã theo dõi chàng trai Không Chân từ lâu và nghĩ anh sẽ cưới bạn gái cũ tên Lan, chứ không phải bỏ Lan đi cưới người khác. Người này liên tục nhắn tin cho rằng nếu chàng trai Không Chân tổ chức đám cưới thì cô gái tên Lan sẽ buồn. Trước sự việc này, Tô Đình Khánh lên tiếng. Trước giờ Khánh không muốn nhắc đến chuyện cũ của mình vì nó đã là quá khứ. Nhưng lần này Khánh phải nói một lần nữa vì Khánh muốn bảo vệ mình và bảo vệ người vợ hiện tại của Khánh. Tránh hiểu lầm nên Khánh phải nói lại để những ai đang theo dõi Khánh được biết, Khánh và bạn cũ chia tay vì rào cản của gia đình của bạn ấy. Và bạn ấy cũng có quyết định và lựa chọn cuộc sống của bạn ấy. Một số người biết Khánh sắp lập gia đình nhưng vẫn cố tình nhắn những tin như vậy để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Khánh và đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý của vợ Khánh. Chúng ta nên tôn trọng cuộc sống của nhau à. Đình Khánh từng là chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh như ba người. Biến cố ập đến vào tháng 4 năm 2018. Đúng thời điểm anh chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh, một cơn đau lạ ập đến khiến hai chân anh mỏi rã rời, không thể nhấc lên nổi. Khánh được đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị tắc mạch máu ở bụng, phải cưa bỏ hai chân mới có thể giữ mạng sống. Anh phải trải qua hai cuộc đại phẫu thuật vì vết thương sau đó bị hoại tử. Mất đi hai chân, Đình Khánh đã có những lúc nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng nhờ gia đình và bạn bè ở bên, anh lấy lại tinh thần và thay đổi suy nghĩ để sống tích cực hơn. Anh còn lập kênh vlog để chia sẻ câu chuyện của bản thân, truyền động lực cho những người khác. Năm 2019, Thương vô tình nhìn thấy video của anh Khánh trên mạng. Cô rất đồng cảm khi nhìn thấy anh chàng Không Chân vẫn lạc quan, tò mò không biết cuộc sống của anh sẽ thế nào. Nhưng đang xem dở, clip vô tình trôi mất. Thương chưa kịp biết tên tuổi hay địa chỉ của anh để tìm lại. Khi đó Thương đang làm việc ở Nhật Bản. Cô tự nhủ đợi khi về Việt Nam sẽ tìm hiểu xem anh là ai. Đến đầu năm nay, Thương một lần nữa nhìn thấy các bài đăng về anh Khánh. Cô đã chủ động nhắn tin hỏi thăm anh. Sau thời gian nói chuyện, cả hai đều đồng ý rằng Thương phải gặp anh Khánh ngoài đời để xác định xem liệu có thực sự yêu và chấp nhận được hoàn cảnh của anh, sau đó mới tính chuyện lâu dài. Thời điểm ấy, Thương chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, nhưng cuối cùng cô quyết định bỏ hết công việc để về Việt Nam để gặp người mình yêu thương. Trước khi quyết định về, Thương gọi điện để bàn bạc và xin phép bố mẹ. Khi Thương kể với gia đình về hoàn cảnh của anh Khánh, người thân của cô cũng rất bất ngờ. Riêng mẹ Thương biết Khánh từ trước thông qua mạng xã hội, nên khi biết con gái quen anh, bà rất ủng hộ. Tháng 5 Thương về nước, ngày cô về thành phố Hồ Chí Minh. Anh Khánh ra sân bay đón cô, vừa nhìn thấy bạn trai, Thương chạy vào và ôm chầm lấy, khiến cho anh xúc động. Sau khi gặp anh Khánh, Thương về quê để thăm gia đình khoảng 1 tuần. Được bố mẹ đồng ý, cô vào lại thành phố Hồ Chí Minh để phụ giúp anh Khánh chuyện kinh doanh. Sau đó anh cũng sắp xếp về Bình Định để ra mắt gia đình bạn gái, xin phép để hai người chính thức qua lại. Quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng hẹn hò, nhưng cả anh Khánh và Thương đều không nghĩ như vậy là quá nhanh. Cả hai đều tin mình suy nghĩ đủ chín chắn và muốn gắn bó với nữ kia.